Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Bích Nhung ở Lai Vung, Đồng Tháp quý cô chú anh chị. Nhằm phục vụ hoa kiển thì hôm nay có một số lô giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào chị Nhung. Rồi, mến chào quý cô chú đến với kênh Pháp Thái TV. Hôm nay trở về nhà vườn của Bích Nhung ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp quý cô chú và anh chị. Hôm nay mình số điện thoại bên nhà vườn là 0334270232. Hôm nay mình có một số mặt hàng lên để cho quý cô chú nào mình tham khảo để chơi bông Tết ha. Rồi để mình vô thông số đầu tiên là một cặp mai ha quý cô chú. Này là mai vạn lộc nha. Đại lộc chứ. Đại lộc, mai này là từ 32 tới 40 cánh nha. Bông rất là sai ha. Cây này là em đã xuống lá rồi cho mình đúng dịp Tết ha, muốn canh cho đúng dịp Tết của mình. Này là em lên một cặp luôn ha quý cô chú. Quý cô chú nào có nhu cầu thì có thể mình lấy một cây. Một cây thì em vẫn tách ra bán cho mình ha. Rồi mã đầu tiên là một cặp mai đại lộc ha. Để em đi thông bảng của cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 44. Chiều cao cây bên này cũng vẫn là 44 ha quý cô chú. Hai có tán. Tán ngang bên này là 28. Tán ngang bên này là 33. Này mình đo hoành nó chắc dao động từ 4 5 ha, 5 6. 4 5 6. Cây lên búp rất là nhiều quý cô chú anh chị. Hoành cây bên này thì 5 ha quý cô chú. Một cặp mai như thế này em giao lưu với quý cô chú mình à. Nếu mà lấy một cặp thì em sẽ bán cho 500.000, còn nếu mà chốt một cây lẻ thì 300.000 nha quý cô chú anh chị. 300.000 là một cây lẻ, còn một cặp thì 500.000. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cặp mai đại lộc hay quý cô chú anh chị. Chiều cao cây bên này là 43. Chiều cao cây bên này cũng 43 luôn. Tán cây bên này là 35. Rất là nhiều luôn. Tán bên này là 35 luôn hết quý cô chú. Thì cái hoành nó là em cũng báo với quý cô chú mình dao động là 5-6 ha. Hoành dao động 5-6. Hoành bên này 5,5 mình tính 5 luôn ha. Đây. Mai bông rất là sai ha quý cô chú. Rồi một cặp mã số 2 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 500.000, em bao với ship ha quý cô chú. Và em cũng nói cho quý cô chú là mình có thể là chọn một cây em vẫn tách ra cho quý cô chú mình ha, nhưng mà một cây thì phí ship nó sẽ cao, cho nên là mình một cây lẻ thì 300.000 ha quý cô chú. Chiều cao cây bên này là 41. Chiều cao bên này vẫn là 41 luôn. Tán ngang cây bên này là 38, tán ngang bên này là 39. Hoành thân thì nó có cái cọng kẽm cho nên là em cũng báo là mình là hoành từ 5-6 ha quý cô chú. Rồi mã số 3 đó vẫn là 500.000, em bao với ship ha quý cô chú. Rồi tiếp theo một cặp đỏ lựa, một cặp này là ba màu ha quý cô chú. Thái đỏ lửa. Cái gì nữa em cũng không biết. Cái này là trắng tuyết. Trắng ha, đỏ lửa ha. Này cái bên này hình như nó có hai màu. Đây là ba màu nè. Bên này hai màu, bên này là ba màu. Bên này cam, đỏ lửa và trắng tuyết. Rồi em lên một cặp mã số 4 là một cặp phôi giấy luôn ha. Chiều cao cây bên này là 65. Hàng Tết quý cô chú chị. Chiều cao bên này là 65 luôn. Lên cửa búp rất là sao. Tán ngang cây bên này là 49. Tán ngang cây bên này là 45. Rồi một cặp mã số 4 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600.000 ha quý cô chú và anh chị. Gồm hai cây quý cô chú anh chị em. Dạ. Một cặp. Nếu mà quý cô chú nào có thể là một trong hai cây mình chọn một cây thì em vẫn tách ra em bán cho quý cô chú anh chị mình luôn. Là một cây thì cũng như là mai là một cây là 300.000 ha quý cô chú. Chiều cao cây bên này là 61. Cặp số 5. Chiều cao bên này là 60. Tán ngang cây bên này là 59. Tán ngang bên này là 52. Hoành thân là 10,5 ha quý cô chú anh chị. Hoành thân bên này là 11,5 ha. Cây bên này thì cam lửa nè, tím lửa và trắng. Là bên này thì đỏ lửa, tím lửa. Và cái này có cam lửa nè, chưa lên màu. Rồi một cặp mã số 5 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600.000, em bao với ship với quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 6 cũng là một cặp hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch ha quý cô chú. Bông tím đậm ha. Cẩm thạch tím siêu hoa. Quá xá búp luôn. Chiều cao cây này là 55. Chiều cao bên này là 60. Tán ngang cây này là 45. Tán ngang cây bên này vẫn là 45 luôn. Ôi lộn thước quý cô chú à. Hoành thân bên này là 9 ha quý cô chú. Hoành thân bên này vẫn là 9 luôn. Một cặp
Cẩm Thạch này em giao lưu với quý cô chú mình là 500 ngàn, em bao với ship toàn quốc cho quý cô chú và anh chị mình luôn. Rồi tiếp theo mã số 7. Ngũ sắc dòng Thái quý cô chú anh chị. Số 7. Màu lên rực rỡ. Một gốc Mỹ ghép Cẩm Thạch thế quý cô chú. Cây này nó rất là già rồi quý cô chú, gốc nó rất là già ha. Bên em bán là 5 màu thì em nói 5 màu, còn 3 màu thì em bán theo 3 màu ha. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m05. Em đo xích trong này chứ em không có đưa ra tuốt ngoài ha quý cô chú. Cây hiện tại đủ 5 màu quý cô chú anh chị em. Hoành thân cây này là 17 luôn quý cô chú ơi. Cũ rất là sạch, không có bị lỗi gì hết ha. Để đặt ha. Mã số 7 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600 ngàn, em bao với ship toàn quốc cho quý cô chú và anh chị mình luôn ha. Ngũ sắc Thái. Rồi tiếp theo mã số 8 cũng là một cây ngũ sắc. Cực kỳ. Chiều cao cây này là 1m25. Mã số 8 nha quý cô chú. Tán ngang cây này là 1m1. Bình thân ở vị trí này là 15,5 quý cô chú ơi, gần 16 ha. Cũ rất là đặc ha, cũ đặc luôn. Mã số 8 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn, em bao với ship nha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m2. Hoành thân là 15,5 ha quý cô chú và anh chị. Mã số 9 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn, em bao với ship nha quý cô chú và anh chị. Xuống cây hả. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha quý cô chú. Form rất là tròn ha. Chiều cao cây này là 1m25. 25 em đo là có dư quý cô chú. Tán ngang cây này là 1m1. Hoành thân là 15 ha quý cô chú anh chị. Cái đế này, cây này nó đế nó rất quái ha. Rồi mã số 10 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600 ngàn, em bao với ship ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo một cây là 3 màu. Cây này là giống mới ha quý cô chú, cũng là gốc Mỹ ha. Gốc này nó cây to. Cây này gồm có đỏ lửa, tím lửa và một màu trắng của Malay. Nhưng mà màu tím lửa, tím cũng rất là xinh ha. Màu tím cũng rất là xinh. Màu tím này ban đêm nó giống như dạ quang vậy đó quý cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m2 quý cô chú ơi. Tán ngang cây này là 1m. Hoành thân lộn thước. Hoành thân là 18 quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11 này bà là một cây 3 màu, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn, em bao với ship nha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 11. 12. Mã số 12 cũng là một cây 3 là 3 màu hả quý cô chú. Cây này 4 màu luôn. Mấy màu? Tím lửa, đỏ lửa, cam lửa màu. Và trắng mã lai. Chiều cao cây này là 1m05. Tán ngang cây này là 1m hả quý cô chú. Cây này thì giống mới, lúc giống mới thì nó rất là đắt ha. Nhưng mà bây giờ thị trường nó có nhiều lộn thước rồi. Hoành thân cây này là 18 quý cô chú ơi. Mã số 12 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 4 màu là 600 ngàn, em bao với ship nha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 13 cũng là một cây 3 màu ha. Cái này 3 màu hay 4 màu đây không biết nữa. 3 màu. 3 màu. 3 màu. Cam. 4 màu, cây này 4 màu. 4 màu, có màu tím này nữa nè. Tím, cam. 4 màu ha. Đỏ và trắng. Mã số 13 là 4 màu ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 1m15. Tán ngang cây này là 1m hả quý cô chú. Hoành thân là 17 hả quý cô chú và anh chị. Mã số 13 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là cây 4 màu ha. 4 màu cua giống mới giờ hả quý cô chú. 4 màu cây quý cô chú anh chị em. Mã số 13 vẫn là 600 ngàn, em bao với ship hả quý cô chú và anh chị. Đây là tiếp theo mã số 14. 14 cũng là một cây 3 màu hả quý cô chú. Cái này không biết 3 màu hay 4 màu. Cây này 4 màu luôn. Lại. Màu cam. Màu cam, màu đỏ, màu cam, trắng màu tím. Và màu tím bướm. Rồi cây này là 4 màu hả quý cô chú.
Chiều cao cây này là 1m1 hay quý cô chú? Tán ngang cây này là 1m05. Cây này đang lên cây đón Tết nha quý cô chú. Hoành thân là 17 hay quý cô chú anh chị? Để rất là sạch ha. Mở số 14 này là cây 4 màu, em giao lưu với quý cô chú mình nhắn là 600 ngàn em bao phí ship hay quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo là một cây phớt hồng Sakura hay quý cô chú, cây này nó đang lên búp rất là nhiều ha. Mặt bông này mà nó lên điệu trơn là nó rất là xinh ha. Tại vì thời điểm này nó đang lên cơ búp quý cô chú anh chị để về đón Tết ha. Chiều cao cây này là 1m05. Tán ngang cây này là 1m05 luôn hay quý cô chú. Hoành thân là 19 luôn quý cô chú ơi. 19 rưỡi tính 19 ha. Mã số 15 này giao lưu với quý cô chú, cây phớt hồng Sakura là 600 ngàn em bao với ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Cây này nó lên bông mà rất là xinh. Rồi tiếp theo mã số 16 cũng là một cây phớt hồng Sakura luôn ha. Cây nó cũng đang lên nụ ha quý cô chú. Đây lên nụ là nhiều lắm mỗi ha. Cây nụ quý cô chú anh chị em. Chiều cao cây này là 1m15. Tán ngang cây này là 1m1. Hoành thân là 17 hả quý cô chú và anh chị. Đế quái ha. Mã số 16 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình, cây phớt hồng Sakura vẫn là 600 ngàn em bao phí ship hả quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 17 cũng là một cây phớt hồng Sakura ha. Ồ cây nó lên nụ rồi nè. Mở đọt mở nụ luôn quý cô chú anh chị. Cây này chừng 10 ngày nữa là bắt đầu là nó đầy bông hết trơn, là mình chơi hết tháng giêng luôn hả quý cô chú. Do mình canh hoa Tết đó nên là mở đọt mở hoa. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m05. Cái cây này cái đế. Cái đế nó giống như cái con cóc nó ngồi hả quý cô chú. Hoành thân là 17 rưỡi hả quý cô chú. Rồi mã số 17 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600 ngàn em bao phí ship hả quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 18 cũng là một cây phớt hồng Sakura luôn ha. Mã số 18 chiều cao cây này là 1m15, tán ngang cây này là 1m12, cây này hoành lực ha, hoành thân là 19 luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã số 18 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao cái ship nha quý cô chú. Quá xá luôn, trắng phát hồng Sakura. Tiếp theo mã số 19 cũng là một cây phớt hồng Sakura luôn ha. Cây này thì nó cũng đang ra nụ hết trơn hả quý cô chú. Cái phần một cốt này hiện tại cháy hàng luôn quý cô chú anh chị. Cây này là một cốt ha, một thân một cốt. Chiều cao cây này là 1m hả quý cô chú. Phơm gơm ha, tán ngang cây này là 92. Hoành thân là 14 rưỡi hả quý cô chú. Cái mã số 19 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là vẫn là 600 ngàn em bao phí ship nha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 20 là một cây Ấn Độ ha, gốc Mỹ ghép Ấn Độ. Bông Ấn Độ nó đang lên hoa, ha quý cô chú. Là đẹp quý cô chú anh chị. Nó đổi màu liên tục luôn nha. Dòng này hoa cánh rất là to. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang em đo xích vô trong ha quý cô chú. Tán ngang cây này là 1m05. Hoành thân là 18 ha quý chú cô chú và anh chị. Cây cũ rất là quái ha. Mã số 20 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600 ngàn em bao phí ship ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 21 là một cây ngũ sắc ha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó mới vừa lên búp thôi, nhưng mà cây này là mình chơi nó thời gian nó sẽ lâu hơn ha. Những cây nào mình nó nở đúng cái dịp Tết rồi thì Tết nó nở rộ thì nó Tết, tới Tết mình chơi xong cái Tết nó tàn, còn cây này mình chơi qua Tết. Chơi qua Tết luôn. Chiều cao cây này là 1m1 ha. Tán ngang cây này là 95 do cái phơm nó gom hết quý cô chú và anh chị. Nó ra bông thì nó sẽ xỏ dài ra luôn ha. Hoành thân là 18 hết quý cô chú và anh chị. Cũ quá ha. Mã số 21 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí ship ha. Ngũ sắc năm màu. Xong như giá. Ôi, xin lỗi cái cây đó là 700 ngàn nha quý cô chú anh chị. Cây này là cái phơm lớn ha.
Ghi cái mã số vô đó vô dùm luôn coi. Hận lấy cái viết kia cái đó lại anh chị kìa hả. Mã số tiếp rồi, theo. Rồi tiếp theo mã số 22 cũng là một cây ngũ sắc theo quý cô chú. Cây này nó có cái form gom luôn ha. Chiều cao cây này là 1m15. Tán ngang cây này là 1m1 ha. Cây này có thể hơn 5 màu quý cô chú anh chị. Hoành thân là 20.5 ha quý cô chú và anh chị. Mã số 22 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 700.000 em bao quý ship nha. Cây này cũng rất là to nha quý cô chú. Nó ra 6-7 màu lận quý cô chú anh chị. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng phớt hồng là 5 màu ngũ sắc, còn có là màu cam lửa. Cam lửa, tím lửa nữa đó quý cô chú anh chị, đỏ lửa bên đây nữa. Ra 8 màu luôn. Rồi tiếp theo là mã số 23. Cũng là một cây ngũ sắc, cây bên đây em ngũ sắc là từ giá ngũ sắc trở lên chứ không dưới nghe quý cô chú. Cô chú mình cứ yên tâm ha. Này, mấy cái màu băng keo này là tượng trưng cho mấy cái màu quý cô chú anh chị mình yên tâm thôi. Chiều cao cây này là 1m20. Tán ngang cây này là 1m hay quý cô chú. Củ này nó rất là quái quý cô chú ơi. Củ này nó ôm ấy ha. Nó ôm tròn ở đây ha. Cái cuộn. Quanh thân ở vị trí này là 19 nha quý cô chú anh chị. Củ quái ha. Mã số 23 này giao lưu với quý cô chú mình là 700.000 em bao với ship nha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 24 cũng là một cây ngũ sắc ha. Ngũ sắc ở đây em bao là từ 5 màu trở lên chứ không dưới nha quý cô chú. Có dư thôi chứ không có thiếu. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang cây này là 1m1. Ủa xin lỗi 1m05. Củ này rất là lực ha. Hoành thân là 22 luôn quý cô chú anh chị ơi. Và mã số 24 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 em bao với ship ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 25. Cũng là một cây ngũ sắc ha. Cây này thì nó lên búp thôi chứ nó chừng tầm 10 ngày nữa là nó rộ luôn ha quý cô chú. Phước hồng. Chiều cao cây này là 1m15. Tán ngang cây này là 1m05. Hoành thân ở vị trí này là 22 hết quý cô chú và anh chị. Cây này đế còn đôn là được quý cô chú chị, nó còn sâu lắm nha. Mã số 25 này giao lưu quý cô chú mình vẫn là 700.000 em bao với ship ha. Ồ còn cái củ này nó đế. Rồi tiếp theo mã số 26 là một cây ngũ sắc, cây này có một thân một cốt ha. Cây này thì tại vì em cắt tàn em không có cái em kiếm phải trễ cắt tàn lại chưa có nó không được dày như mấy cây kia, nhưng mà về mình vẫn chơi xong mình cắt lên nó sẽ dày ha. Chiều cao cây này là 1m35 em đo là có dư tại vì em đo tới tới nhiều đo nhiều. Tán ngang cây này là 1m. Thân lắc rất là đẹp quý cô chú chị, đặc biệt cái củ đế. Hoành thân là 17.5 em tính 17 ha quý cô chú. Ôi cái củ rồi. Mã số 26 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 em bao với ship ha quý cô chú. Củ rất là sạch ha. Tiếp theo mã số 27, cây này là cây đỏ lửa ha quý cô chú. Cây mỏ đỏ, đỏ lửa là một cốt ha. Chiều cao cây này là 1m3. Trời ơi. Tán ngang của nó là 80. Củ này nó cái củ nó rất là đẹp ha. Còn cái tàn trên mình lỡ hơi nhỏ một chút á thì mình về mình cuôn 2-3 nước thì nó sẽ to lên quý hết quý cô chú anh chị. Hoành thân là 20 hết quý cô chú. 20 có dư mình chuyển hao cộng dây đi còn 20. Rồi mã số 27 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 700.000 em bao với ship hết quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 28 cái là một cây ngũ sắc ha. Quá xá luôn rồi. Cây này thì em bao trong phạm vi 200 km thôi nha. Tại vì cây như thế này là không có ship được, cho nên là đi đường xe thì phải chờ xe để mình vận chuyển ha. Có thể là nó sẽ bị chậm 1-2 ngày. Mình đi xe thì cây nó sẽ tốt ngũ hơn sắc ha. Chiều cao cây này là 1m3. Mã số 28 nha quý cô chú. Tán ngang hết thước quý cô chú chị. Mét rưỡi. Tán ngang hết thước theo quý cô chú. Cây
nhà đế còn sâu lắm nha quý cô chú anh chị em, mình về đôn lên nha. Hoành thân là 20 hả quý cô chú anh chị? Đế nó còn ra tới đế nó còn xuống tuốt chứ. Mà số 28 này giao lưu quý cô chú mình là 1 triệu đồng em bao ví ship hả quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 29. Cây hàng khủng luôn. Cũng là một cây ngũ sắc, cây này thì vẫn đi xe nha quý cô chú. Đi xe chứ không có thể nào mà đi ấy được. Cây này chiều cao là 1m8. Tới ngang chắc cũng hơn hết thước quá, hơn hết thước. Thước cũng không tới đâu, thước cũng không hết. Cây này thì cây lớn ha. Màu đỏ nở đang rực rỡ ha, và những cái tược giấy Mỹ rin nó đang lên nữa nè. Hoành thân là 26 hả quý cô chú và anh chị. Cũ quá nha. Mã số 29 là giao lưu quý cô chú anh chị mình là 1.500.000 đồng em bao với ship ha. Này là em cũng bao trong phạm kính 200 km thôi nha quý cô chú và anh chị. Cây đó thì phải đi xe. Rồi tiếp theo mã số 30. Cũng là một cây ngũ sắc, chiều cao vẫn là 1m8, tán ngang em tính 1m5 cho quý cô chú mình thôi ha. Nó có dư chứ không có thiếu đâu. Củ này rất là quái quý cô chú. Nguyên một củ đặc luôn. Hoành thân cây này lớn nha, hoành thân cây này là 33 luôn quý cô chú ạ. 33. Nguyên một cái loại đế đặc quý cô chú chị. Mã số 30 này trời coi cái củ nè. Cái tay của em mà bắp vô đây mà nó không vừa, không hết hai cái tay mà bắp vô nó không vừa, không hết luôn ha. Mã số 30 này giao lưu quý cô chú mình vẫn là 1.500.000 đồng em bao vi ship ha. Tiếp theo mã số 31. Là một cây trang Mỹ Hồng ha. Cây này thì đang lên mộ, lên kê nụ ha quý cô chú và anh chị. Đang thuần chậu, chơi Tết quý cô chú chị em. Cây này là thuần chậu. Đang lên búp nha. Quý cô chú nào có nhu cầu lấy giấy sỉ thì bên vườn em còn rất là nhiều ha. Tới vườn thì lấy thì cái giá nó sẽ khác hơn là mình ship đi. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m. Đang thuần chậu sống khỏe quý cô chú chị, yên tâm ha. Hoành thân là 9 nha quý cô chú và anh chị. Có phân cây này là 45. Mã số 31 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000. Em bao với ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 32 cũng là một cây Mỹ Hồng ha quý cô chú. Cây này quá xá búp luôn quý cô chú anh chị em. Ngã xuống cho quý cô chú mình xem ha. Cây này về mình chỉ cần để gì là chơi thôi ha quý cô chú. Mã số 32 cũng là một cây Mỹ Hồng. Búp rất kẹo hết trơn. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m1. Hoành thân là 9.5 ha quý cô chú và anh chị. Gốc còn sâu nha quý cô chú anh chị. Gốc thân cây này là 40. Mã số 32 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 250.000 em bao với ship ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 33 cũng là một cây Mỹ Hồng thuần chậu ha. Cây này thì nó sống khỏe rồi. Vô em vô cũng 4-5 tháng rồi ha. Cây này nó có đế do mình không có làm xuống thôi ha. Cây đế rất là nhiều. Chiều cao cây này là 1m35. Ngang cây này là 1m4 ha quý cô chú. Hoành thân cây này là 14.5, em tính 14 thôi ha. Thoát thân cây này là 33. Mã số 33 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800.000, em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú và anh chị mình luôn ha. Tiếp theo mã số 34. Cây vàng lá trung, vàng ta. Cây vàng lá trung, cây này thì nó đã thuần chậu rồi ha quý cô chú. Đang lên bông ha. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang cây này là 1m1 ha quý cô chú. Cây rất là già ha. Da me hết, nứt da me hết rồi. Hoành thân là 12 ha quý cô chú và anh chị. Thoát thân cây này là 50. Mã số 34 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000 em bao với ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi cây vàng lá chung này thì mình cũng đã kết thúc cái clip của hôm nay ha quý cô chú anh chị. Rồi cho Nhung gửi lời chúc đến sức khỏe và lời cảm ơn đến quý cô chú và anh chị đã ủng hộ nhà vườn cũng như kênh Pháp Thái TV. Rồi Nhung mến chào quý cô chú và anh chị, hẹn lại clip sau nha quý cô chú và anh chị. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em.